Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem chị Tây khoa học tướng số Đồng Nai Trần Quang Vlog. Thì trong ngày hôm qua mình đã đưa đến cho mọi người một cái bàn tay của cái anh đang sinh sống ở Mỹ, khá là chấn tội mọi người nha. Anh sinh năm 70, 52 tuổi âm. Thì trong cái bài hôm qua mình đã phân tích cả cái quá khứ 32 năm và cả cuộc đời cho anh đó, toàn bộ về mọi mặt nhé. Thì trong buổi sáng hôm nay mình sẽ đưa đến cho mọi người một cái bài về cái hướng dẫn ha. Thì hôm nay mình sẽ đưa đến mọi người cái chủ đề đó là nhận biết những người mà có cái sự khổ tâm. Khổ tâm phải lo toan nhiều trong cuộc sống ấy. Và nhận biết được những người mà có cái tính cách nó có phần nóng nảy ha. Thì trước giờ thì mình trong cái bài phân tích ấy, thì mình hay hướng dẫn mọi người, nhưng mà mình chưa làm ra một cái bài riêng để hướng dẫn cho mọi người những về những cái điều đó trên bàn tay hoặc là về tướng mặt ha. Thì hôm nay cái chủ đề mình làm luôn lại nhìn vào, mọi người nhìn vào cái tiêu đề đó ha, là nhận biết cái sự khổ tâm và cái nóng tính nóng ở một người. Thì về cái tính nóng trước ha, thì về cái bàn tay á nha, thì hôm qua vừa trong cái bài mà phân tích cho các anh ở cái anh ở Mỹ á, phần đầu mình có hướng dẫn cho mọi người ha. Nếu một cái bàn tay á mà ngón tay ở trên á mà gắn ha, ngón tay á ở trên á mà nó ngắn hơn cái lòng bàn tay, tức là thường cái sự cân đối á, nó phải là từ trên dài trên 5, dưới nó sẽ bằng ở dưới là 5, hoặc là ngón tay ở trên dài hơn ha. Thì những người á, mà bàn tay cái khổ bàn tay nó dài á, tức là nhìn cái tổng quan cả bàn tay ha, cả bàn tay đến ngón tay nó đều dài tương xứng hết ha. Đó thì những người như vậy á, tính cách người ta nó sẽ phần nó cởi mở hơn. Rồi trong cái suy nghĩ của người ta á, tại vì á trong về cái nhân tướng á, thì cái bàn tay á, nó sẽ chia làm hai phần. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại rõ về cái phần này luôn ha. Đó là á, cái phần ở trên ngón tay á, thì nó sẽ đại diện cho cái suy nghĩ của một người. Còn ở cái phần từ đây cho đến cái cổ tay này ha, thì ở cái là cái lòng bàn tay, thì nó sẽ đại diện cho hành động. Thì khi mà cái ngón tay, cái độ dài của trên ngón tay và ở cái lòng bàn tay nó dài bằng nhau, tức là 5 năm. Thì nó sẽ nói lên một điều, đó là ở người đó họ có sự cân bằng giữa suy nghĩ và hành động mọi người nhé. Tức là họ suy nghĩ cũng khá chỉn chu ha, về vấn đề gì đó, xong rồi họ có hành động họ làm. Rồi nếu mà cái ngón tay á, mà nó dài nhịn hơn, ví dụ như nó dài 6 ở dưới là 5 ha, nó tức là dài nhịn hơn ha, thì nó sẽ nói đến một điều là những người đó, những người có bàn tay như vậy á, thì tính cách của họ là họ suy nghĩ khá là kỹ càng trước khi họ hành động cái điều gì. Ý nói là cái người đó họ chín chắn trong cái suy nghĩ nha. Còn những người á, mà bàn tay á, mà ngón tay á, mà nó dài nó ngắn hơn cái lòng bàn tay nhé, thì nó sẽ nói đến một điều, đó là cái người này là họ hay nóng vội, tức là họ suy nghĩ chưa 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 có suy nghĩ gì là họ đã làm luôn đấy ha. Là những người này là họ hay nóng vội ha, cho nên là đôi khi là họ hay phải thất bại những cái điều nó không đáng trong cuộc sống nhé. Thì nó sẽ nói lên là tổng quan về như vậy. Thì giống như là nói vậy, như là Trương Phi á ha, là thích thích là làm thôi, không có suy nghĩ ha. Thì tổng quan nhìn vào bàn tay á, mọi người nhìn vào bàn tay của mình hoặc là nhìn bàn tay của người đối phương đó, thì mọi người cũng thấy lên về cái điều đó rồi. Và cái những cái thể hiện ở cái tính nóng nữa ha mọi người, đây là cái gò hỏa tinh này mọi người nhé, cái gò này nè, cái cục u này nè ha. Thì cái cục U này á chính là cái cục mà nó nói về cái tính nóng trong tính cách của một người. Còn về cái cục mà ở cái gò ngón trỏ này á, nếu mà nó đầy cao thì đó là nơi nó đại diện cho cái lòng tự ái, tự tôn của một người nhá. Nếu mà nó thấp thấp á
thì cái phần tự ái của người ta nó có phần nó sẽ giảm bớt, nhưng mà nó càng gồ cao lên á, thì người đó họ rất là tự ái ha, tính tự ái của họ cao lắm nha. Và đó thì hai cái thằng này là nó sẽ đại diện, nó nói cho về cái sự nóng nảy, cái tự ái của một người nó nhiều hay nó cao hay nó ít đó. Nếu cái gò này á, nó bằng bằng xuống ha, hoặc là nào mọi người thấy nếu mà hai bàn tay ha, một bên đầy một bên nó lõm hơn á, thì những người đó là trong tính cách của họ là họ có nóng nảy, nhưng á là họ cũng biết kiềm chế sớm, tức là một bên thì đầy một bên á thì nó sẽ lõm lõm lại, nó lõm lõm lại, ví dụ nó lõm xuống vậy, nó lõm xuống nhé, nó có chỗ nó lõm xuống, nó không có đầy đầy dung lên hết cái phần cái chỗ này ha. Đó thì nó sẽ nói lên là người đó là hai bàn tay của họ nó có thể hiện cái sự nóng nảy, nhưng mà họ biết kiềm chế và nhẫn nhịn sớm trong cuộc sống nhé. Thì có thể là họ sẽ phải vấp phải những cái thất bại trong cuộc sống hay gì đó ha, xong rồi xong cái là họ rút được những cái kinh nghiệm á, hoặc là nhờ những người nào bên ngoài á, họ có kiến thức hơn, họ hướng dẫn ha, thì họ sẽ rút lại được cái kinh nghiệm trong cái tính cách của họ trong cuộc sống nha. Thì cái này á, là về trên cái tướng bàn tay mọi người nha. Còn về trên tướng mặt á, thì mọi người nhìn vào á, thứ nhất á, là những người mà chân mày đi vào nó rộng á, mà chân mày rộng nó đi vào chỗ trong nhiều á, thì những người đó là tính cách của họ cũng sẽ nóng nảy nhá, vội vàng nha. Và cái thứ hai nữa thì để mình gọi gần lại là hai cái cung này nè, hai cái cung mà nghe ở trên cái chân mày một xíu ha. Đây mọi người thấy cái phần chỗ này nè, thì mọi người cứ thấy nó khoảng cách nó khoảng chừng nửa ngón tay hoặc là một ngón tay ha. Với những người mà nóng tính á, thì cái phần cái chỗ này nè nó sẽ đầy, nó gồ cao lên luôn, có thể nó dung ra ngoài đây luôn nè ha, nó dung đầy lên luôn đấy. Đấy, như vậy nó dung đầy lên cái vùng u này nè, trên trên mày khoảng chừng 50 ly ha, 50 ly hoặc là nửa 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 nửa, nửa cái phần này nè mọi người ha, tức là đó trong vòng 5 50 ly á, là nó đầy dung lên, thì những người đó tính cách của họ rất là nóng nảy nhé, đầy càng đầy cao thì người đó họ trong tính cách họ càng nóng nảy nhiều. Hai cung này là hai cung huynh đệ mọi người nhé. Rồi thì vừa rồi mình mới hướng dẫn cho mọi người đó là nhìn vào cái nhân tướng của bàn tay về về cái tướng mặt ha, để biết được cái phần cái tính cách của người đó nó nóng nảy như thế nào ha, nhiều hay ít ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cái nội dung cái chủ đề thứ hai, đó là nhìn vào những đường chỉ tay ở trên bàn tay á, để nhận biết những người họ có sự khổ tâm trong cuộc sống. Cho dù là nam hay là nữ, người giàu hay người nghèo cũng vậy. Cho dù giàu có giàu nứt đố đổ vách đi chăng nữa, thì họ cũng có những cái đường chỉ tay, nó sẽ báo hiệu những người đó là họ sẽ khó có cái sự khổ tâm nặng nề trong cuộc sống. Tại vì không phải những người giàu mà họ đã sung sướng mọi người nhé. Họ giàu như người giàu họ có cái khổ của người giàu, mà người nghèo á, họ cũng có cái khổ của người nghèo. Đó. Đó cho nên á, là cuộc sống không có gì nó là hoàn thiện cả. Nó nhiều cái nó cứ đưa qua đưa lại á. Cho nên á, đôi khi chúng ta thấy ở những cái người giàu như vậy, nhưng mà chỉ người ta nói là ở trong chanh á, thì mới biết chanh có rợ mọi người nhé. Đó. Thì mình hướng dẫn cho mọi người thứ nhất á, là về cái đường chỉ đạo mọi người nhé. Đường chỉ đạo này nó đi qua cái đường vào cái đường gò hỏa tinh này ha, như vậy rồi đó, nó đi vào cái khu vực gò hỏa tinh này, bên đây là gò hỏa tinh mọi người nhé, đây là cái khu vực bên này nè, hỏa tinh ở giữa cũng là đồng hỏa tinh, bên đây cũng là hỏa tinh, thì mình nói đơn giản thôi cho mọi người dễ hiểu là nó là như vậy. Khỏi phân biệt
âm hay dương nha, tại vì mọi người thì không cần phải hiểu quá nhiều ha. Đó thì khi mà những cái đường chỉ đạo này á, nó đi qua cái vùng gò hỏa tinh này ha. Đó, và ở trên cái đường chỉ đạo này, dưới cái dưới chân dưới cái đường chỉ đạo nha, nó sẽ xuất hiện những cái đường tam giác xuống như vậy. Đây, nó xuất hiện những cái đường, những cái hình tam giác xuống như vậy là dấu hiệu đầu tiên mọi người nhé. Thì những cái tam giác hướng xuống này á, là nó thể hiện một điều á, là trong cuộc sống của người này á, cho dù là phụ nữ hay là đàn ông ha, thì họ cũng phải lo toan nhiều cái gánh nặng trong cái cuộc sống. Nếu mà là phụ nữ mà kết hợp cả những cái yếu tố mạnh mẽ, những bài hướng dẫn cũ mình nói mọi người á, là ngón cái già dài to, rồi ngón trỏ dài to, những cái gò nóng tính như vậy, thì những người đó là họ làm chủ gia đình và họ phải lo toan nhiều trong cái gia đình. Đàn ông thì cũng vậy đó. Thì khi mà họ phải lo toan nhiều trong cuộc sống, với những vất vả trong cuộc sống về cơm áo gạo tiền, hoặc là những cái khổ tâm về tình cảm này nọ trong cuộc sống á, đôi khi á, là cái khổ tâm nó đến từ nhiều cái. Thứ nhất là về khó khăn về vật chất, khó khăn về tình cảm, khó khăn về đường con cái. Đó, nó đến từ nhiều cái lắm trong cái cuộc sống của mọi người ha. Đó, cho nên á, là khi mà nó xuất hiện những cái đường tam giác xuống như vậy á, là nó sẽ thể hiện một điều á, là trong cuộc sống á, người này sẽ có nhiều cái sự lo toan, đôi khi là nó vì những cái thất bại hay cái những cái gì đó trong cuộc sống, trong công việc, hoặc là những thất bại trong tình cảm, hoặc họ là vì lo lắng về một cái điều gì đó, ví dụ như là về cái con cái của họ nó quậy phá hay là cái gì đó, hoặc là họ họ bị khó khăn về cái đường con cái, cho nên họ phải suy nghĩ lo toan nhiều. Đó thì cái này nó nói về những cái điều phải khó khăn, là phải khổ tâm như vậy trong cái cuộc sống mọi người nhé. Và cái dấu hiệu á, thứ hai mà ở trên cái đường chỉ đạo này á, là mọi người sẽ thấy á, là nó thường á, là nó sẽ đi 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 động cái đường chỉ đạo á, cái đường đi của nó á, là nó sẽ động, nó rộng. Mọi người hiểu nó rộng không? Với một bình đường bình thường như vậy nè, mình sẽ hướng dẫn một cái đường chỉ bình thường mà nó đẹp ha. Đó. Một cái đường chỉ bình thường đẹp á, là nó sẽ không quá động nè. Không quá ấy phải, không quá rộng. Cái rộng cái đường á, cái đường mà mọi người hiểu á, giống như là nó chỉ là 0,1 ml, nhưng mà bây giờ cái đường nó rộng ra khoảng 0,3, 0,4, 0,5 ml nhé. Đó thì bây giờ nó về một cái đường đẹp, tức là đường bình thường, nó rõ hẳn, nó rõ và nó đi thanh thôi, chứ không phải là đi quá 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 rộng nha. Thì đó là một cái đường đẹp. Còn khi mà một cái đường mà nó rộng như vậy, cái đường đi mà nó rộng như nó rộng và nó đậm như vậy mọi người nhé, thì cái đó là nó thể hiện là cái đường đó, ví dụ như là nó đường tình cái đường chỉ đạo ha, thì nó nói lên là thường cái chỉ đạo là nó sẽ nói về cái tâm tư suy nghĩ của một người ha. Đó đó thì nó sẽ nói lên là trong cuộc sống của người này là họ luôn khổ tâm và họ phải suy nghĩ đắn đo nhiều cái điều gì đó trong cuộc sống mọi người nhé. Đó thì cái đường mà nó đi nó rộng như vậy đó, thì nó sẽ nói về cái vấn đề đó. Và đôi khi ấy, là cái đường nó còn nằm xuất hiện ở trên cái đường tình cảm trên này ha. Thì về cái nhận biết chung á, của tất cả các đường chính nhé, các đường chính, đường chỉ chính trên bàn tay ấy, thì cái đường nào mà nó thể hiện cái độ rộng như vậy
rộng và đậm ha, thì nó đều nói lên là ý nghĩa của cái đường đó ở trong cái khoảng thời gian mà nó xuất hiện cái độ rộng đậm đó, là người đó phải có những cái vấn đề về khó khăn khổ tâm hay là cái gì đó trong cái đường chỉnh đó. Ví dụ như là nó đậm, nó rộng ở cái đường định mệnh công việc. Thì khi mà cái khoảng thời gian mà nó rộng nó động này à, nó rộng nó động này mọi người nhé, tức là cái khoảng thời gian nó này nè ha, là người ta phải gặp nhiều khó khăn trong cái sự nghiệp của người ta nó đến, và họ phải lao tâm khổ tâm suy nghĩ đắn đo mọi việc đó, có thể là họ bị thất bại hoặc là bị mất việc hoặc là bị cái gì đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống người ta trong một khoảng thời gian nó nhất định nào đó. Tại vì mình đã hướng dẫn mọi người tất cả các đường chỉ nó đều có khoảng thời gian để chia cái mức tuổi. Thì khi mà khoảng thời gian nào nó rộng nó đậm ha, thì đó là những lúc khoảng thời gian đó là người đó bị cái vấn đề như vậy. Nếu mà nó nằm ở trên đường tình cảm ha, thì đường tình cảm thì nó sẽ nói về vấn đề trong cuộc sống hôn nhân, hay là về, nó sẽ nói nhiều về cái hôn nhân tình cảm, người đó bị vấn đề khó khăn nặng nề về cuộc sống gia đình thì nó lại như vậy mọi người nhé. Rồi thì trong sáng hôm nay thì mình đưa đến mọi người hai cái nội dung, nó cũng ngắn gọn nhưng mà nó là những điều nó gần gũi và thiết thực nhất trong cuộc sống của mọi người quanh cái nhân tướng chỉ tay. Nó không có bỏ sót một ai, dù là người giàu hoặc là người nghèo, thì những cái điều này khi trên tay nó xuất hiện thì nó đều phải có hết mọi người nha. Đó. Cho nên là cái tiêu chí của kênh mình là đưa đến cho mọi người những điều gần gũi nhất trong cuộc sống quanh nhân tướng chỉ tay, để mình hướng dẫn cho mọi người, để mọi người có thể áp dụng được xem cho chính bản thân mình. Hoặc là nhìn vào bàn tay của ai đó, người đối diện, thì mọi người sẽ biết và thấy được mọi người nha. Rồi thì cái bài hướng dẫn hôm nay thì cũng nhanh gọn. Mình xin cảm ơn đến các anh chị cô chú trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Mọi người ủng hộ mình thì cho mình cái subscribe, cái đăng ký nhé, và mọi người ấn hai cái chuông lên nhé, để mình up video là mọi người sẽ nhận được ngay. Thường mọi người mình cái like rồi tương tác chia sẻ cho đến bạn bè người thân ấy, để ai yêu thích về chỉ tay ấy, thì họ có thể áp dụng vào cả theo dõi và áp dụng, mình họ có tự xem được cho chính bản thân họ mọi người nhé. Còn ai mà muốn liên hệ để xem cái chi tiết cả cuộc đời thì cứ liên hệ số 0908 515 792, sau đó có Zalo Messenger và Face mọi người nha. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong cái video sau mọi người nha. Xin chào.